Ok, hello, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock để giao lưu với em nhất vào một cái video cuối tuần ngày hôm nay. Anh chị theo dõi video live stream, nếu thấy hữu ích anh chị giúp em nhất một like cũng như là một tim ở bên dưới phần bình luận cũng như là bên dưới phần mô tả để ủng hộ cho em nhất cũng như là anh em ở trên kênh anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đặc biệt anh chị nào có mã cổ phiếu cần sự hỗ trợ anh chị có thể bình luận phía bên dưới phần top chat. Anh chị đồng hành tham gia room khuyến nghị, đồng hành cùng anh em trong team thì anh chị có thể liên hệ em nhất qua số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Ok, trong một cái video cuối tuần này thì Nhất chia sẻ anh chị về góc nhìn một số các cổ phiếu trụ đang có cái tín hiệu lực cầu dòng tiền vào tương đối tốt trong ngắn hạn, về cơ hội tạo đáy trong ngắn hạn cũng như là vị thế trong trung dài hạn trong giai đoạn tới anh chị nhé. Cập nhật những cái vị thế mua bán và quản lý rủi ro cho anh chị ở trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn trong giai đoạn tới. Ok, về tình hình thị trường thì chúng ta cũng chia sẻ với nhau về cái cơ hội của thị trường VN-Index tương đối là sáng trong vòng 6 tuần vừa qua rồi, đúng không anh chị? Kể cả đối với diễn biến của thị trường, các cái nhóm cổ phiếu trụ ở giai đoạn hiện tại nó cũng có vận động tương đối tốt, đặc biệt là chỉ số VN30 có dấu hiệu dòng tiền lớn quay trở lại, đặc biệt là những cái nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn. Đó. Quay trở lại thì đối với VN-Index, khi mà VN-Index tạo những cái vùng đáy trong ngắn hạn, đó chị, tạo đáy trong ngắn hạn tầm khoảng 6 tuần vừa qua, đó, thì lần lượt các nhóm ngành cổ phiếu cũng như là cổ phiếu nó tạo đáy đi lên hết rồi, đó. Còn trong giai đoạn này thì anh chị nhìn thấy các cổ phiếu VN30 thì trong tầm khoảng 5 phiên trở lại đây thì có dấu hiệu lực cầu và dòng tiền lớn tham gia trở lại khi nhận biết được cái tín hiệu của thị trường đã đảo chiều về xu hướng ở trong ngắn hạn rồi. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta cần lưu ý trong giai đoạn này. Cần lưu ý về cái việc mà lựa chọn những cái vùng mua cổ phiếu khi thị trường phân hóa giai đoạn hiện tại. Đó. Như trong giai đoạn trước thì chúng ta nhặt rất nhiều các cổ phiếu, đặc biệt là cái nhịp mà VN-Index tạo đáy quanh cái vùng 1020. Đó anh chị, 1020 đấy, phím anh chị khá nhiều cổ phiếu rồi. Đó, anh chị, phím anh chị khá nhiều cổ phiếu. Nó đi lên được tầm khoảng 20 đến 40% tùy từng cổ phiếu rồi. Cũng như là các nhóm ngành cổ phiếu khác. Nó đã tạo đáy sớm so với thị trường và nó đã rất nhạy so với thị trường. Và khi mà thị trường đang có dấu hiệu ổn định trở lại tầm khoảng 6 tuần gần đây, dòng tiền tiếp tục là gia tăng như này thì Nhất đánh giá là trong những cái giai đoạn tầm khoảng 2 đến 3 tuần gần đây, anh nghĩ thấy rằng là trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh rung lắc tích lũy thì cái nhịp này nó có sự tác động rất lớn. Trong vòng đâu đó tầm khoảng 4 tuần trở lại đây tác động rất lớn từ cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng và một số cổ phiếu của nhóm ngành cổ phiếu trụ, đúng không? Ví dụ như là cổ phiếu Vietcombank này, rồi Masan này, Thế Giới Di Động này, cái nhịp đè trong giai đoạn vừa qua đó khiến cho thị trường rung lắc tích lũy, nó những dòng tiền nó thận trọng, đúng không chị? Cũng như là cái nhịp điều chỉnh tầm khoảng 2 tháng này, đó anh chị thấy là đa phần là điều chỉnh về các nhóm cổ phiếu trụ chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn chi phối VN-Index, chỉ số VN-Index là rất lâu. Nói gì? Đó. Như trong giai đoạn vừa qua nếu anh chị nhìn trong các cái nhóm ngành cổ phiếu trụ khác nha, cổ phiếu trụ như là dịch vụ tài chính chứng khoán này đang nằm ở trên đây. Mặc dù VN-Index nó đang nằm ở cái nền gọi là bắt đầu một chân sóng vào tháng 1, tháng 2. Nói gì? Đó. Ví dụ dịch vụ tài chính chứng khoán nó nằm trên đây mà VN-Index đang nằm đây. Rồi các cổ phiếu về tài nguyên cơ bản như thép này, đúng không? VN-Index đang ở đây thì các cổ phiếu đang nằm trên đây. Như vậy thì nó hồi phục lên hết rồi. Kim loại thép cũng tương tự như vậy và một số các nhóm ngành cổ phiếu khác như ngân hàng cũng vậy. Đó gì? Đó. Cho nên là trong giai đoạn vừa qua thì cái nhóm cổ phiếu trụ nó đè về chỉ số tương đối mạnh sau 2 tháng điều chỉnh. Đó. Điều chỉnh tương đối mạnh. Đó. Thì nhịp này này, các cổ phiếu trụ nó vẫn đang nằm ở quanh cái vùng này này. Đó. Còn đầu hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, rồi thép, rồi chứng khoán, rồi bất động sản nó kéo đi lên hết rồi. Thế nên trong giai đoạn này thì anh chị thấy là lựa chọn cổ phiếu bất động sản cũng như lựa chọn cổ phiếu thép hay một số các cổ phiếu trụ khác như ngân hàng, đúng không? Thép, chứng khoán, dầu khí, anh chị lựa chọn rất khó trong giai đoạn này. Nhưng nếu mà nhìn trên các cái cổ phiếu trong rổ VN30 trong những giai đoạn này thì Nhất đánh giá là nhiều cổ phiếu nó bắt đầu có cái dấu hiệu tạo đáy. Lực cầu và dòng tiền vào tương đối tốt. Cho nên là trong cái video này cũng là trong cái giai đoạn tới thì Nhất gợi ý cho anh chị một số các cổ phiếu anh chị vừa có thể phòng thủ được, vừa có thể là
bắt đáy trong ngắn hạn cho cơ hội trong trung và dài hạn tới đây nhá. Đó, đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ lưu ý đến ba cái cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa tương đối lớn, 3 đến 4 cổ phiếu, ví dụ như là Thế Giới Di Động này, phiên cuối tuần là cũng có lực cầu và khá tốt. BCM thì cũng phím anh chị rồi, BCM thì phím anh chị rồi này. Nó tạo đáy sau anh chị, nó chạy được đâu đó tầm khoảng mười mấy phần trăm rồi, thì nhất thì mới bán 1/2 thôi, còn giai đoạn hiện tại thì vẫn giữ anh chị nhá. Nó BCM này đó, cái dấu hiệu lực cầu vào đây cũng khá tốt này đó, cũng như là trong quanh cái vùng này, này. Đó, nó đi lên, nó tạo đáy đi lên trước rồi, đặc biệt là quanh một cái vùng hỗ trợ mạnh. Thì giai đoạn này cũng có một số các cổ phiếu tương tự như vậy này, như cổ phiếu Thế Giới Di Động này. Đó. Cái vùng này là vùng đâu đó hỗ trợ tương đối mạnh trong trung dài hạn, rồi là Vinamilk. Đó anh chị, Vinamilk nó đang ở cái vùng hỗ trợ trong trung và dài hạn. Đó, quanh cái vùng Kijun 129 trên khung đồ thị tháng. Đó. Ở đây thì vùng này thì cơ hội tạo đáy ở trong ngắn hạn cũng như đảo chiều về xu hướng là tương đối lớn. Trước tiên là chúng ta phân tích về Thế Giới Di Động nhé. Đó. Cái phiên cuối tuần thì Giới Di Động là có một cái phiên mà biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tương đối tốt. Giai đoạn vừa qua thì áp lực điều chỉnh đâu đó là Thế Giới Di Động ở trong ngắn hạn là tương đối lớn. Đó. Và đang lình xình tích lũy quanh cái đáy cũ, đúng không? Quanh cái đáy cũ và có một cái vị thế là xuất hiện cái vùng Kijun phản phía bên trên là cái vùng cân bằng đối với Thế Giới Di Động. Đó. Cho nên là khả năng trong một vài tháng tới là Thế Giới Di Động tích lũy lại quanh tầm khoảng 46, 47 là đang có cơ hội sáng. Đặc biệt là nó đang có tín hiệu về dòng tiền vào này, và có cái tín hiệu đảo chiều về xu hướng ở trong ngắn hạn này, khi mà cái ao sen này nó nằm trên cái đường mây này đó, thì nó đang cho thấy là một cái cơ hội đảo chiều về xu hướng đó, quanh một cái vùng hỗ trợ mạnh trong trung và dài hạn. Thì trước đó thì nó đã đảo chiều ở trong nhịp này, nó cũng tiệm cận đến cái vùng Kijun này, cái vùng cản trong trung hạn. Và trong giai đoạn này cũng vậy, nếu mà nhìn trên khung đồ thị tuần anh chị cũng thấy đấy là ở đây nó có một cái đường Kijun phẳng, Kijun sen phẳng ở đây là cái vùng cân bằng đối với Thế Giới Di Động trong ngắn hạn cũng như trong trung dài hạn trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó thì cái cơ hội hồi phục nó đã có tầm khoảng 4 tuần, và tuần này bắt đầu tiếp tục có lực cầu vào. Đó, như vậy thì cái cơ hội mà rút chân hồi phục về quanh vùng này nó vẫn đang có tầm khoảng 4 đến 5 tuần trước. Đó, và quanh một cái vùng hỗ trợ mạnh như này thì chúng ta có thể là đâu đó là đặt cược về cái cơ hội mà Thế Giới Di Động đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn. Như vậy nếu giả sử như kịch bản khung ngắn hạn tích cực dần dần nó tác động dần đến những cái khung đồ thị tuần tích cực dần lên quanh cái vùng cân bằng quanh vùng 46-47, thậm chí tích cực hơn nữa là kết thúc một cái nhịp điều chỉnh trên khung trung hạn đó, kỳ vọng là tương tự như quanh cái vùng này đó, đảo chiều về xu hướng ở trong ngắn hạn quanh một cái vùng hỗ trợ mạnh trong trung dài hạn, tiếp tục đà bật tăng, đúng không? Đà bật tăng là kết thúc cái xu hướng giảm, cái nhịp giảm trong ngắn hạn, kết thúc cái nhịp điều chỉnh ở trên khung trung hạn, tích lũy tích cực ở đây đó, mà hấp thụ tốt cái nguồn cung tiếp ra ở quanh những vùng cản này này. Thì trước đó nó vượt cái vùng cản này không thành công, đấy chứ không vượt được cản luôn, bởi vì đây là cái vùng cản ít nhiều nó sẽ có nhịp rung lắc tích lũy trở lại, thì lần thứ hai nó trở lại thì có cơ hội là đâu đó break out vượt lên đó. Nhưng thời điểm hiện tại thì trung hạn và dài hạn chúng ta tạm thời cái kịch bản này nó còn rất xa. Thì trước mắt thì chúng ta xác định đối với cái vị thế cổ phiếu của Thế Giới Di Động thì nó tích lũy lại quanh cái tầm khoảng 4647 trong ngắn hạn đã. 4647 tương đương với tầm khoảng hơn 10%. Các chị, 42 mà lên 47 là được bao nhiêu? 5 giá. 5 giá thì tầm khoảng 11-12% gì đó. Các chị. Đó. Cho nên là với cái tín hiệu là biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt và kiếm Tenkan Kijun, nó bắt đầu cho thấy là cơ hội break out một cái nền tích lũy quanh đáy ngắn hạn. Đó. Nó cho thấy cơ hội một nhịp bật tăng lên tầm khoảng 46-47. Thậm chí là nếu lực cầu tốt, hấp thụ được cái nguồn cung mà trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 3 tháng rưỡi đến 6 tháng. Đây là cái đường Kijun 65 phiên cũng là Kijun 129 phiên. Đây là đường trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 6 tháng gần nhất. Đó. Nếu cầu hấp thụ tốt, nếu lực cầu hấp thụ tốt, hoàn toàn nó có khả năng là đâu đó là rung lắc quanh vùng này, xong tiếp tục là vượt cản đi lên. Cho nên là cái vùng này anh chị có thể là đặt cược về cái cơ hội mà
đảo chiều về xu hướng. Cho nên là trong giai đoạn tới, thế giới di động là một trong những cái cổ phiếu trụ mà Nhất đánh giá anh chị có thể phòng thủ được trong một cái diễn biến của thị trường đang tích lũy quanh cản của VN-Index ở quanh cái vùng 1140, 1150 trong giai đoạn tới. Đuổi các cái cổ phiếu mà nó đã bật được tăng lên được đâu đó tầm khoảng 6 tuần thì đương nhiên nó sẽ rủi ro hơn những cổ phiếu mà anh chị đâu đó bắt ở những cái vùng vẫn còn là hỗ trợ trong chung dài hạn, thì ít nhiều anh chị cũng có thể là cơ cấu lại nếu giả sử kịch bản nó không đi theo cái chiều hướng tích cực, đúng không? Thị trường chung đó anh chị. Đó, thì những cái cổ phiếu này Nhất đánh giá là anh chị có thể phòng thủ được, an toàn được, an toàn hơn những cổ phiếu anh chị mua được mang tính thị trường trong giai đoạn vừa qua. Đó. Cho nên là trong những nhịp như này mình lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu nào nó vẫn còn ở cái vùng an toàn. Còn đâu nhiều cổ phiếu nó đã tiệm cận lên những cái vùng không còn an toàn nữa rồi, mang tính chất đuổi lắm rồi. Đó. Có thể anh chị vẫn có khó ăn trong nhịp ngắn hạn nhưng không thể cầm mà chống đỡ được những nhịp rung lắc của thị trường trong ngắn hạn. Đó là góc nhìn em nhé. Cho nên phiên ngày hôm nay thì buổi live stream ngày hôm nay thì Nhất gợi ý cho anh chị một vài cổ phiếu. Đó. Còn giai đoạn vừa qua thì phím anh chị rất nhiều cổ phiếu rồi. Danh mục của Nhất vẫn đang nắm giữ ưu tiên là những cổ phiếu mình mua những vùng thuận lợi trước rồi. Thời điểm hiện tại là vẫn nên nắm giữ. Đó. Làm sao để mình tối ưu hóa lợi nhuận khi thị trường đã có cơ hội tạo đáy trong ngắn hạn. Đã có cơ hội tạo đáy trong ngắn hạn được 6 tuần. Cách đây 6 tuần thì Nhất phím anh chị rất nhiều các cổ phiếu ở cái vùng 31 tháng 10 này, cũng như là vùng 1 tháng 11, nó chính là cái nhịp này. Trụ trong giai đoạn đó cũng có các nhóm ngành cổ phiếu mang tính thị trường, cũng có luôn như chứng khoán này, bất động sản này, đầu tư công này. Nó chính là cái phiên ngày hôm 31 tháng 10, vùng 1 tháng 11. Anh chị nhặt những cái cổ phiếu mà đâu đó là cơ hội tạo đáy tầm khoảng 6 tuần vừa qua quanh cái vùng hỗ trợ mạnh, cơ hội lớn trong cuối năm 2023 và sang năm 2024, Nhất nhấn mạnh anh chị vùng này là rất nhiều. Đó. Thì nhịp này một số cổ phiếu nó không còn phù hợp để mình mua đuổi nữa. May ra thì có những cái điểm mua đánh trong ngắn hạn thôi. Cho nên là trong nhịp này thì Nhất gợi ý cho anh chị thị trường nó có cái sự phân hóa tương đối mạnh, phân hóa dòng tiền giữa các nhóm ngành cổ phiếu cũng như là các cái phân khúc các cổ phiếu mid cap, penny và cổ phiếu blue chip. Đó. Thì trong giai đoạn này tín hiệu lực cầu vào tốt đối với blue chip thì anh chị lưu ý. Đó. Thời điểm hiện tại VN30 tầm khoảng 2 phiên gần đây là lực cầu vào khá tốt và có cái tín hiệu vượt cản đi lên. Đó. Cho nên anh chị lưu ý, một là cổ phiếu thế giới di động. Đó. Kịch bản mua bán thì anh chị có thể là một là anh chị nhắc luôn. Thời điểm hiện tại đâu đó là khoảng 10-20% lấy vị thế. Lắc, nếu giả sử thế giới di động lắc về quanh tầm khoảng 40.5 anh chị có thể nhặt được đủ, nhặt đủ luôn. Đó. Đây là với kịch bản thị trường lắc nhé. Nếu thì kịch bản thị trường lắc anh chị cũng có thể nhặt được, phòng thủ được. Đó. Cho cơ hội tạo đáy của thế giới di động. Đó. Thiết lập vùng quản trị rủi ro quanh tầm khoảng 30-38 là ok. Anh chị, 40 mà cắt 38 tương đương với 5% cho cơ hội bắt đáy, đúng không? Giai đoạn vừa qua thì khi các cổ phiếu có cơ hội đảo chiều trong ngắn hạn thì anh chị có cái tỷ lệ risk reward, kiểm soát rủi ro nó tương đối thuận lợi. Nếu giả sử kịch bản rủi ro nhất thì anh chị có thể là một là cơ cấu lại hòa, hai là anh chị có thể là đâu đó bán chấp nhận, đâu đó cắt tầm khoảng 3-4% để có cơ hội nắm giữ trong chung dài hạn. Xuyên suốt thời gian vừa qua thì Nhất hầu hết đều gợi ý cho anh chị những cái điểm mua làm sao anh chị có cái tỷ lệ risk reward, cái tỷ lệ lời trên lỗ đó, chấp nhận được cái tỷ lệ đó thì có cơ hội ăn tỷ lệ risk đâu đó tầm khoảng 1-4-1-5. Ví dụ tôi mất 4% thì tôi được đâu đó 20%, tôi mất 4% để tôi có cơ hội ăn bằng lần 100% ở trong tương lai. Hầu hết các cổ phiếu như này Nhất đều gợi ý cho anh chị những cái điểm mà tỷ lệ risk reward nó phù hợp, cũng như là cái cơ hội để thiết lập những vùng quản trị rủi ro chắc chắn, an toàn và không có nguy cơ thiệt hại gì nhiều. Đó là yếu tố quan trọng. Đúng, sai không quan trọng, nhưng quan trọng sao thì khi anh chị mua được điểm thuận lợi, vùng mua thuận lợi, vùng kiểm soát rủi ro thuận lợi, anh chị tối ưu hóa được lợi nhuận, giữ được lâu nhất, kiếm được nhiều nhất. Đó là yếu tố quan trọng nhất ở trên thị trường. Làm sao khi anh chị chưa thuận lợi, điểm mua chưa thuận lợi thì mình cơ cấu lại, cầm tiền đã. Điểm mua thuận lợi rồi thì làm sao tối ưu hóa lợi nhuận. Nói chị, gần đây nhất thì phím anh chị mấy cái cổ phiếu như HQC đó, đó, điểm cắt lỗ của nó chỉ tầm khoảng 4-5% cho thời điểm hiện tại anh chị ăn 20%. Và gần đây nhất một số cổ phiếu khác nữa như SMC này, anh chị
tạo đáy sau, rồi cổ phiếu TTF chẳng hạn, cách đây tầm khoảng 3 phiên. Cho nên là đối với thế giới di động hoặc là một số cổ phiếu trụ trong giai đoạn hiện tại bắt đầu có lực cầu dòng tiền vào, thì cái độ phòng thủ nó sẽ tương đối tốt. Dù thị trường có lặn thì những cổ phiếu này khó có thể là chỉnh sâu và anh chị có thể cơ cấu lại được. Đó, đầu tiên là về cổ phiếu thế giới di động này anh chị nha. Target ở trong ngắn hạn ấy, thì trước mắt anh chị nào đánh ngắn hạn thì đâu đó target lên 46-47. Đó, anh chị nào đánh trung dài hạn chấp nhận được những cái nhịp mà khả năng nó kéo lên bên trên này, đó, quanh cái vùng cản trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 6 tháng gần nhất này, rung lắc tích lũy lại một nhịp quanh vùng này, tích lũy xong mà vượt đỉnh lên lên này thì cái khả năng vùng này anh chị bắt đáy thành công. Đó, bắt đáy thành công trong ngắn hạn, cho cơ hội lắm giữ luôn trong trung dài hạn, kỳ vọng nó tiếp tục cái kênh tăng trong trung dài hạn trong thời gian tới anh chị nhá. Đó, để tối ưu hóa lợi nhuận. Rồi, cổ phiếu BCM thì nó đã đi lên rồi, đúng không anh chị? BCM đã đi lên rồi, mới phím anh chị trong cái quanh cái vùng này. Đó, nó rung lắc một nhịp lịch trình quanh vùng này, nó bắt đầu có lực cầu vào kéo lên. Đây là nhịp này anh chị thấy này, nó kéo lên trần hai phiên này, nhịp rung lắc nhưng vẫn có lực cầu đỡ đối với BCM là tương đối tốt. Giai đoạn này thì nhất mới bán 50% ở đây thôi. Đó, đang chờ đâu đó là cho anh chị mua ra tăng lại 1/2 quanh tầm khoảng 63 này. Đó, với cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản này, BCM này, đúng không ạ? Đó, thời điểm hiện tại thì chốt 15%, nó chốt 15% đối với BCM ở cái phiên trần này, vì nó tiệm cận quanh cản này. Đó, rung lắc điều chỉnh bên dưới thì anh chị lại nhặt gia tăng trở lại, bởi vì cái vùng mua bên dưới này anh chị có cơ hội là bắt được đáy trong ngắn hạn rồi. Thì đâu đó kịch bản ở trong trung dài hạn nó tiếp tục một cái kênh tăng. Họ trên cái khung đồ thị tháng này nó cứ chỉnh xong là tiếp tục kênh tăng, để chỉnh xong tiếp tục kênh tăng. Nhịp này mình cũng kỳ vọng nó chỉnh xong tích lũy lại bên trên này, nó tiếp tục kênh tăng thì cái vùng này anh chị bắt cực kỳ là thuận lợi cho vị thế trong ngắn hạn cũng như là cho vị thế ở trong trung dài hạn. Thậm chí anh chị có thể là cầm 50% lướt lát trong ngắn hạn trong những cái diễn biến của thị trường nha, trong ngắn hạn. Rồi, đó là cổ phiếu thế giới di động. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk thì về dài hạn thì nó vẫn chưa vào một cái kênh giảm đâu, nó đang trong một cái kênh tích lũy anh chị. Xuyên suốt trong thời gian vừa qua thì cứ chạm về quanh vùng 62, 63, 65, đâu đó tích lũy hồi phục trở lại. Thì vùng này nó vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ tương đối mạnh trong trung dài hạn. Và trong giai đoạn vừa qua, Vinamilk cũng là một trong những cổ phiếu đè về chỉ số trong giai đoạn vừa qua là tương đối lớn. Đó gì? Đè về chỉ số tương đối lớn. Trong đâu đó là khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng gần đây. Như nhìn Vinamilk này, anh chị thấy là lực cầu vào tương đối tốt trong cái nhịp mà tạo đáy trong cái nhịp trước, đó chị. Vào tầm khoảng tháng 5, tháng 6 cũng như là tháng 10, tháng 5, tháng 6 này, kéo đi lên. Nhịp này là nhịp điều chỉnh test lại quanh vùng đáy cũ. Biên độ giá giảm lớn nhưng khối lượng bán ra không nhiều. Đây là Vinamilk giai đoạn vừa qua là dùng để đè về chỉ số là tương đối lớn. Và trong giai đoạn hiện tại là khi thị trường có tín hiệu ổn định trở lại thì bắt đầu có dấu vết, dấu hiệu dòng tiền tham gia trở lại quanh vùng này. Nhịp này nó vẫn đang thể hiện là tích lũy đáy thôi. Đó, đang tích lũy quanh cái vùng khả năng là tạo đáy trong ngắn hạn, cho cơ hội là bật hồi lên quanh cái vùng cân bằng Kijun Sen tầm khoảng Kijun Sen 17 trên khung đồ thị tuần. Đó, Kijun Phạm này quanh tầm khoảng 73 và 74. Đó, nên nó tương tự như cái cổ phiếu thế giới di động giai đoạn vừa qua, khi nó xuất hiện quanh vùng này thì khả năng trong một vài tháng tới nó sẽ kéo lên vùng cân bằng này trước khi là đâu đó là rung lắc điều chỉnh. Thì vùng này chúng ta đang kỳ vọng là kết thúc nhịp giảm trong ngắn hạn, tạo đáy trong ngắn hạn, tiếp tục một cái nhịp đâu nó bật tăng tích lũy trở lại phía bên trên này và tiếp tục kênh tăng trong trung dài hạn. Ở thời điểm hiện tại thì duy trì ở trên kênh tăng. Nhịp này đây mới là cái phiên đầu tiên có lực cầu vào thôi anh chị nhá. Phiên đầu tiên có lực cầu vào. Cho nên anh chị có thể đặt cược là trong giai đoạn tới khi VN30 đâu đó là có dấu hiệu lực cầu dòng tiền vào khá tốt này. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về diễn biến của VinDex thì nó đang có cơ hội là tạo đáy trong ngắn hạn được 6 tuần. Nó vẫn duy trì được cơ hội là tạo đáy trong 6 tuần đi lên. Và tiếp tục một cái kênh tạo đáy xuyên suốt trong vòng, tạo đáy và đi lên xuyên suốt trong vòng 11 đến 12 tháng vừa qua. Đó. Nhịp này là nhịp điều chỉnh tích lũy lại thôi. Nhưng thị trường về đáy thì nó đã tạo đáy được tầm khoảng 11 đến 12 tháng. Và tạo đáy sau cao hơn đáy trước, đáy sau cao hơn đáy trước, đáy sau cao hơn đáy trước, là nó duy trì được cái kênh
kênh tăng trong trung hạn là gì. Đó, cho nên là khi thị trường ổn định trở lại và trong ngắn hạn ổn định trở lại thì nó sẽ hấp dẫn được những dòng tiền lớn gia nhập lại thị trường. Thì những cái cổ phiếu trụ mà chưa tạo đáy thì trước sau nó cũng sẽ tạo đáy trong ngắn hạn. Khi thị trường tạo đáy đi lên, tạo đáy trong ngắn hạn và tạo đáy trong trung hạn. Đó. Cho nên là em nhất đánh giá là trong giai đoạn này ấy, anh chị cũng có thể là phòng thủ tiếp tục với những cái cổ phiếu trụ như này. Đó. Là tương đối ổn. Vinamilk nhịp này anh chị có thể là đặt cược luôn về cái cơ hội tạo đáy sớm. Thực ra này nếu giả sử như là nó với cái vị thế của thế giới di động nó phải vượt qua cái vùng này, thì lúc đó nó mới chính thức bước vào một cái nhịp thay đổi về xu hướng ở trong ngắn hạn. Đó. Thì nhịp này anh chị có thể đặt cược sớm với Vinamilk để anh chị có tỷ lệ risk, tỷ lệ lời trên lỗ thuận lợi hơn. Được chưa? Bây giờ nếu giả sử nhá, anh chị nhặt Vinamilk thì có thể nhặt luôn trong đầu tuần, nhặt luôn trong đầu tuần với vị thế đặt cược về cơ hội bắt đáy đối với Vinamilk có thể nhặt luôn 68-69 thời điểm hiện tại, đặt cắt lỗ tầm khoảng 67. À. Cái khả năng là nó kéo đi lên luôn trong tuần tới là đang tương đối cao. À. Còn nó khả năng xác suất mà quay trở lại mất đáy này tiếp tục một cái nhịp giảm là tương đối thấp. Và nếu giả sử kịch bản này có diễn ra đi chăng nữa thì 68 mà cắt tầm khoảng 67 đi thì anh chị mất 2% hoặc là 1% để cho cơ hội bắt được đáy Vinamilk, anh chị có chấp nhận với tỷ lệ risk reward này không? Nếu anh chị chấp nhận được, nhất đánh giá anh chị có thể nhặt luôn đối với Vinamilk thời điểm hiện tại. Đó. An toàn hơn nữa, anh chị là an toàn hơn nữa thì nó vượt hẳn 70, vượt 69.6 đi, 69.6, 69.7 anh chị vào. Đó. Thì vượt 69.6, 69.7 thì nó vượt cái vùng Kijun là cái vùng cản trong ngắn hạn, là vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng một tháng gần nhất. Đó, để anh chị có tỷ lệ này. Đó, nếu là sự tôi bắt đáy mất thì tôi mất 2%. Thậm chí nếu đánh nhịp ngắn hạn tôi có thể đánh một nhịp lên tầm khoảng 74. Anh chị 68, 69 mà đánh lên 74 được 5 giá. Đó, tương đương gần 10%. Thậm chí này, khi Vinamilk tạo đáy và tiếp tục một kênh trong trung dài hạn thì cái vùng này anh chị cầm nắm giữ và giữ cái vùng cắt lỗ này 2%. Thậm chí khi nó đi lên rồi anh chị có thể rời lên đây. Một là anh chị ăn ít, hai ăn nhiều, ba có thể cầm luôn trong trung dài hạn. Đó. Đó, anh chị đặt cược với cái tỷ lệ risk để vua đó anh chị hoàn toàn có thể chơi được. Và đối với những cổ phiếu như này thì nhất đánh giá anh chị có thể phòng thủ được trong giai đoạn tới. An toàn hơn là những cái cổ phiếu mà mang tính thị trường. Trong giai đoạn vừa qua nó đã đi lên được tầm khoảng 6 tuần. Và nhiều cổ phiếu nó đi lên được bao nhiêu phần trăm? 20%, 30%, thậm chí có những cổ phiếu nó đi lên được tầm khoảng 40-50%. Cho nên nhịp này em nhất cũng rất hạn chế phím anh chị những cái cổ phiếu nó đã chạy lên tầm khoảng 20-40-50% thì ưu tiên là nắm giữ rồi. Đó. Còn nhịp này em nhất cũng chia sẻ anh chị trên livestream là nhất chưa có bán, đúng không? Chưa có bán. Đó. Cổ phiếu khi mà thị trường tạo đáy mình bắt được vùng khả năng tạo đáy rồi, cố gắng tối ưu hóa lợi nhuận, một năm mình đâu đó làm vài ba nhịp này thôi là thành công rồi. Quan trọng là kiên nhẫn chờ đợi điểm vào làm sao tối ưu hóa được lợi nhuận. Tương tự như trong những nhịp trước cũng vậy, vẫn củng cố tinh thần anh chị nắm giữ hàng trong trung dài hạn và tranh thủ lướt lắc ở trong ngắn hạn. Đó. Làm sao ít nhất anh chị phải giữ được 50% đó, hàng trong trung hạn để lấy vị thế. Còn lướt thì lướt một phần thôi. Vinamilk nha anh chị nha. Đương nhiên là thế giới di động hay là Vinamilk thời điểm tại anh em nào nắm giữ thì đương nhiên chắc chắn là tiếp tục nắm giữ. Còn đầu target trong ngắn hạn là quanh tầm khoảng 70-73 về đâu đó quanh vùng 74. 73 đến vùng 74 trong ngắn hạn. Còn nó sẽ có khả năng có nhịp rung lắc quanh những vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 3 tháng rưỡi gần nhất là quanh vùng 74. Trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 6 tháng gần nhất là quanh 73. Đó. Cho nên là khi mà mực cầu ở bên vùng đáy này lên đến cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng đến 6 tháng quanh vùng này, ít nhiều nó có khả năng là tích lũy trở lại để hấp thụ cung cầu ở đây đã. Cho nên là có rủi ro trong nhịp này là cái vùng target trong ngắn hạn nó rung lắc tích lũy trở lại với kịch bản target trong ngắn hạn. Còn đâu khi mà nó hấp thụ tốt cái cung ở quanh vùng này và cầu thắng thế đối với cung tiếp ra thì anh chị cầm luôn. Nó vượt đâu đó tầm khoảng 74 thì khả năng nó tiến lên vùng đỉnh 80 trong ngắn hạn, thậm chí là tiếp tục cái kênh tăng trong trung và dài hạn tới. Cho nên anh chị lưu ý nhé đối với cổ phiếu Vinamilk. Rồi, Vinamilk này, thế giới di động này, Masan. Đó, Masan trong giai đoạn hiện tại. Hai cái phiên cuối tuần vừa qua là khá đẹp.
Với biên độ tăng giá tốt như này, với lực cầu tốt như này, khả năng nó vượt tầm khoảng 6-7 trong tuần tới là khá cao. Để cái vị thế là hai cái kiếm Tenkan Kijun này bật tăng nằm trên mây này, nó xác nhận một cái vị thế là đảo chiều xu hướng ở trong ngắn hạn, đảo chiều về xu hướng trong ngắn hạn. Trên cái kênh giảm giá ở trong khung đồ thị tuần là vẫn duy trì được. Đó. Nhịp này nó đang có cơ hội là tích lũy lại quanh vùng cân bằng 72-73. Và vùng này cũng là cái vùng mà đâu đó là đối với Masan là cái vùng mà hỗ trợ tương đối mạnh. Đó. Hỗ trợ tương đối mạnh của Chiku này. Quanh cái vùng tầm khoảng 56. Nhịp trước nó cũng tương tự như trong giai đoạn này, HCM này. Ở đâu đó đối với Masan này, lắc một nhịp cuối, sau đó kết thúc tạo đáy ngắn hạn đi lên. Đây, nhịp này nó cũng có khả năng là lắc một nhịp cuối, tạo đáy trong ngắn hạn và đi lên. Và khi thị trường đã tạo đáy trong ngắn hạn từ tầm khoảng 6 tuần vừa qua, đã cho thấy cái sự ổn định trở lại của thị trường trong khung trung hạn rồi, thì đối với những cái vị thế mà bắt đáy nó có sự đồng thuận với thị trường chung, cái khả năng xác suất thành công nó tương đối cao. Cho nên anh chị có thể lưu ý đối với cổ phiếu Masan ở thời điểm hiện tại canh nhận. Đó. Kỳ vọng là bắt đáy ngắn hạn cho cơ hội nắm giữ trong trung dài hạn, hoặc ít nhất anh chị có thể đánh lên đâu đó tầm khoảng 73 một nhịp trong ngắn hạn. Tương tự như các cổ phiếu như Masan, cổ phiếu Thế Giới Di Động hay Vinamilk, nó rung lắc ở vùng này, nếu cầu vào tốt đang là vượt cản trong ngắn hạn tiếp tục là đi lên. Đó. Cái vùng này đối với Masan là thuận lợi nhất ở quanh tầm khoảng 64. Nếu kịch bản thị trường có lắc thì đây cũng là một cổ phiếu anh chị có thể là canh nhập được đấy nha, quanh 64, và thậm chí giai đoạn hiện tại anh chị có thể vào luôn một phần tỷ trọng ở trong giai đoạn này, một phần tỷ trọng lắc được thì là tốt nhất. Nhưng mà đối với cái vị thế này thì Nhất đánh giá là khả năng nó sẽ kéo lên luôn, cho nên là bắt buộc anh chị nhập một phần ở đây. Cứ bình tĩnh nhập, không nhất thiết là phải mua đuổi FOMO cho thị trường quá cao. Nếu giả sử trần lên cây này hoặc là lên quanh vùng này thì anh chị cứ bình tĩnh. Đó. Vùng dưới đi lên thì lên đến cái vùng mà trung bình giá của 3 tháng rưỡi 69 hay là vùng 72 nó sẽ có nhịp điều chỉnh đấy anh chị. Nếu có giá tham chiếu hoặc là quanh cái tầm khoảng 64, em Nhất đánh giá là vùng thuận lợi nhất ở trong ngắn hạn để anh chị nhận cho cơ hội bắt đáy từ Masan. Cắt thì đâu đó anh chị thiết lập vùng ở tầm khoảng 60. Như vậy thì nhặt 64 cắt 60 tương đương với tầm khoảng 6-7% cho cơ hội bắt Masan này anh chị có thể chấp nhận được. Với tỷ lệ risk mà risk reward cho cơ hội bắt đáy ở trong nhịp này tầm khoảng 6% là chấp nhận được đây nha. Còn cổ phiếu BCM nhịp này Nhất đang cũng chia sẻ anh chị ở trên live stream rồi, đúng không? Hôm trước live stream trong phiên chia sẻ anh chị bán Nhất bán trần ở trong cái vùng này rồi, 67.7. về thời điểm hiện tại thì đâu đó là đang canh mua lại anh chị, đang canh mua lại 1/2. Còn đâu ít nhất khi anh chị bắt được cái vùng thuận lợi rồi, bây giờ nó tầm khoảng 10% là an toàn rồi, cái vị thế ngắn hạn 10% là an toàn rồi. Đó, hôm trước vừa bán 67.7 này, bán 1/2 này. Đó, 67.7. Anh chị. Đó, đúng phiên này. Còn nhịp này đáng ra là nếu giả sử như là anh chị lướt trong T0, T cộng là có thể lướt được, cứ đỏ đâu là anh chị mua, xanh anh chị bán. Vì tâm thế là mình đã ăn được lên một nhịp lên quanh vùng này rồi, kiểu gì mình cũng có lãi. Đó. Và thậm chí là dù nó có rung lắc đi đến mấy, cái vị thế của mình là cầm trung dài hạn, mình vẫn còn hàng mà. Anh chị. Đó, anh chị sẽ cảm thấy đâu đó hàng 50% có lãi thì anh chị chốt. Là không có lãi thì anh chị cứ làm giữ, bởi vì cái cơ hội tạo đáy và tiếp tục đà đi lên và tạo đáy và tương đối sáng, nó còn kéo lên nữa ở trong trung hạn này nha. Đó, cho nên là BCM trong giai đoạn này tầm khoảng 62.5-63 anh chị có thể nhận được. Đó, đang chuẩn bị thay đổi về xu hướng này, nó kết thúc đang trên một cái nhịp giảm này, và nhịp này khi hai tí kiếm Tenkan Kijun nó hướng lên, nó đang cho thấy một động lực bật tăng trong ngắn hạn là mạnh. Tiếp nữa là khi mà cái Tenkan Kijun nó nằm trên mây này, nó thể hiện một cái xu hướng tăng ở trong ngắn hạn, mà xu hướng tăng trong ngắn hạn thì dần dần nó tác động dần đến những cái khung trung hạn, khung đồ thị tuần đó, vượt cả đi lên và tác động dần đến những cái khung đồ thị trong trung dài hạn, kết thúc một nhịp giảm trong ngắn hạn, kết thúc một nhịp điều chỉnh ở trên khung trung hạn, tiếp tục cái kênh tăng. Thì nhịp này thì Nhất cũng đang kỳ vọng với nhịp này khi thị trường ổn định trở lại thì trạng thái tâm lý nhà đầu tư cũng tương đối bi quan và chán nản đối với BCM rồi, cái khả năng nó kéo được một nhịp lên trong trung hạn lên tầm khoảng 77-78, đấy là cái target trong trung hạn này nha. Đó, BCM nhịp này thì đẹp nhất là quanh tầm khoảng 63 nha chị nha, và anh chị lưu ý. Ok,
Nếu như anh chị thấy cái sự chia sẻ của em Nhất là hữu ích, nhiệt tình, anh chị nhớ dành cho em Nhất một like cũng như là một tim ở bên dưới phần bình luận nhé. Em Nhất tiếp tục là cống hiến thêm cho anh chị những thêm những góc nhìn các mã cổ phiếu và có cơ hội cũng như là rủi ro trong giai đoạn tới để anh chị tham khảo. Đó. Đặc biệt anh chị chưa có room khuyến nghị đồng hành với em Nhất và anh em trong team, làm sao giúp anh chị nhận diện những cái cơ hội săn những điểm vào cổ phiếu trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn trong thời gian tới, anh chị có thể liên hệ em Nhất qua số điện thoại ở trên màn hình. Hoặc là đối với anh chị nào có tài khoản VPS mà chưa có ai hỗ trợ hài lòng, anh chị có thể là thao tác chuyển bước 1, bước 2 về cái mã của em Nhất là B592. Ấn xác nhận và liên hệ em Nhất qua số điện thoại trên màn hình để đồng hành cùng em Nhất trong thời gian tới chị nhá. Anh chị chưa có tài khoản thì anh chị có thể mở 3 đến 5 phút trên điện thoại anh chị có thể mở được với cái ID của em Nhất. Anh chị có tài khoản rồi thì cũng có thể chuyển 3 đến 5 giây để đồng hành cùng em Nhất và anh em trong team trong thời gian tới anh chị nhá. Ok. Cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe. Đặc biệt em Nhất cảm ơn anh chị đã like và ủng hộ anh em trên kênh anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào những video livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại.